Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được 30 tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, đối với Việt Nam, Biển Đông có vai trò vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh. Biển Đông cũng là không gian sinh tồn để Việt Nam phát triển các ngành kinh tế như thủy sản, dầu khí, giao thông, hàng hải, đóng tàu, du lịch. Vì thế nên tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông là vấn đề rất phức tạp. Nó không đơn thuần là việc tranh chấp vài hòn đảo, mà còn liên quan đến những nguồn lợi kinh tế biển. Không phải hai bên, mà rất nhiều bên, trong đó có một bên có sức mạnh áp đảo tất cả những người còn lại là Trung Quốc. Trong bối cảnh phức tạp đó, Việt Nam đã làm những gì để bảo vệ và giữ gìn chủ quyền của mình? Câu hỏi đó đã nhiều lần chúng tôi trình bày với các bạn qua nhiều video khác nhau. Nói về thực tế kiểm soát của Việt Nam trên Biển Đông, nhưng còn một mảng vấn đề khác là tranh chấp xoay quanh các ngành kinh tế biển mà liên quan đến nó là những sự việc tàu cá Việt Nam bị đâm va trên biển hoặc hoạt động khoan dầu khí bị cản trở. Vậy trong lĩnh vực này, chiến lược của Việt Nam là như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn lắng nghe một bài viết của tác giả tên là Tống Trọng Bình, là một học giả nghiên cứu về Việt Nam thuộc Hội Nghiên cứu Đông Nam Á của Trung Quốc. Trong bài viết có tên Việt Nam mưu cầu ưu thế trên biển, đăng trên Sohu hôm nay, Tống Trọng Bình viết: Việt Nam trong những năm gần đây liên tục gia tăng mua sắm các trang thiết bị, vũ khí cũng như củng cố các hệ thống quân sự trên các đảo ở Biển Đông. Có bình luận cho rằng đây là một bộ phận trong nỗ lực vũ trang để tranh đoạt các đảo ở Biển Đông của Việt Nam. Tuy nhiên, việc dụng võ ở Biển Đông không nằm trong xem xét của giới hoạch định chính sách của Việt Nam, bởi vì phát triển kinh tế, cải thiện nhân sinh vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của họ. Mục đích hiện đại hóa quân sự của Việt Nam là để tăng cường năng lực phòng vệ, tập kích và tác chiến lâu dài, tạo ra sức răn đe hữu hiệu với đối thủ, từ đó bảo vệ trạng thái cơ bản ổn định của Biển Đông. Trên cơ sở đó, nỗ lực đề cao các năng lực hoạt động trên biển, lấy phương pháp phi quân sự tạo ra ưu thế tương đối cho họ trên biển, củng cố và mở mang các lợi ích của họ ở Biển Đông. Đây mới là cách nghĩ đích thực của Việt Nam. Thứ nhất là năng lực hoạt động kinh tế trên biển. Về phương diện tăng cường năng lực ngư nghiệp, hải dương, Việt Nam đã thực hiện nỗ lực rất lớn. Trong quá khứ, tàu đánh cá Việt Nam trọng tài nhỏ, động cơ yếu, trang bị kém, khả năng đánh bắt xa bờ không ổn, từ đó hạn chế các hoạt động đánh bắt trên biển. Mấy năm nay, chính phủ Việt Nam thông qua chính sách hỗ trợ và giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật đã hỗ trợ thiết bị cho ngư dân. Dưới sự giúp đỡ của chính phủ, ngày càng nhiều tàu đánh cá Việt Nam trang bị thiết bị thông tin vệ tinh, nâng cao năng lực hoạt động liên tục và chống chịu sóng gió. Khả năng hoạt động xa bờ cũng nâng cao rõ rệt, không những có thể thường xuyên xuất hiện ở quần đảo Hoàng Sa, mà còn có thể chạy tới Trung Sa, Đông Sa, thậm chí là những vùng biển xa hơn. Mấy năm gần đây, xảy ra những vụ việc các nước như Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan bắt ngư dân và bắn chìm tàu cá của Việt Nam, cũng là phản ánh năng lực hoạt động của tàu đánh cá Việt Nam đã khiến các nước liên quan lo lắng và bất mãn. Ngoài ra, Việt Nam còn rất chú ý phát triển năng lực trên các lĩnh vực kinh tế biển khác. Thủ tướng của Việt Nam từng nhấn mạnh, hy vọng thông qua việc mua hoặc chuyển giao kỹ thuật để đóng càng nhiều tàu khảo sát hải dương, tàu xây dựng công trình biển để thực hiện các hoạt động kinh tế trên biển hiệu quả hơn. Thứ hai là năng lực tuần tra trên biển, tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển và tàu hải quân của Việt Nam. Mấy năm nay, ngoài việc được các nước như Mỹ, Nhật viện trợ ra, còn nhập khẩu kỹ thuật nước ngoài để tự đóng, để tăng cường năng lực tuần tra hàng hải. Thời gian gần đây, hải quân Việt Nam còn trang bị tàu tìm kiếm cứu nạn biển xa có tốc độ nhanh, năng lực chịu sóng gió cao, trang bị các phương tiện thông tin và y học tiên tiến. Nó có khả năng vận tải cấp cứu, tìm kiếm và tuần tra trên biển khá tiên tiến. Ngoài ra, Việt Nam còn xây dựng mạng lưới y tế trên các điểm đảo đóng giữ ở Trường Sa, phối hợp với hoạt động y tế của các tàu cứu hộ, chính là thông qua một loạt các biện pháp như vậy. Việt Nam tích cực xây dựng một hệ thống hoạt động tuần tra hải dương, nỗ lực để ngư dân và các tổ chức khác của họ. Mỗi người khi tiến hành hoạt động trên biển đều ra biển có bảo vệ, gặp nguy hiểm có cứu giúp, bệnh tật có y tế. Thứ ba là năng lực xung đột phi vũ trang.
Trước đây Việt Nam một mặt chú trọng duy trì ổn định Biển Đông, cực lực tránh các vấn đề có thể phát sinh xung đột vũ trang, mặt khác lại không ngừng nâng cao năng lực xung đột phi vũ trang. Năm 2012, Việt Nam từng có kế hoạch nâng cấp đại quy mô các tàu đánh cá ở miền Trung và miền Nam, đem các tàu gỗ chuyển thành tàu vỏ sắt. Nói theo cách của một số người Việt thì những tàu này sau khi nâng cấp có năng lực va chạm và chịu va chạm tốt hơn. Mấy năm sau đó, khi Việt Nam đóng tàu kiểm ngư và tàu cảnh sát biển, cũng đặc biệt chú trọng đến các thiết kế đâm va. Một số tàu mới được gia cố để tăng cường khả năng đâm va. Bộ đội cảnh sát biển là lực lượng tuần tra chấp pháp, tìm kiếm cứu nạn trên biển của Việt Nam. Đây là một lực lượng rất tinh nhuệ, đóng vai trò của quân chủng độc lập, lúc thời bình là một bộ phận danh nghĩa hành chính chấp pháp của quốc gia. Nhưng khi phát sinh đối kháng với tàu dân dụng hoặc tàu công vụ của nước khác thì mới là lấy quân đối dân. Những năm tiếp theo, cảnh sát biển Việt Nam bắt đầu đưa vào sử dụng tàu pháo tuần tra. Việc này cũng sẽ nâng cao đáng kể sự uy hiếp và khả năng ứng phó xung đột của cảnh sát biển Việt Nam. Các bạn thân mến, trên đây là bài viết của học giả Tống Trọng Bình. Toàn bộ nội dung bài viết này nhằm chứng minh rằng Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động kinh tế biển và phát triển năng lực đối phó với xung đột phi vũ trang. Cả ba nội dung mà Tống Trọng Bình nêu ra, gồm năng lực hoạt động kinh tế biển, năng lực tuần tra và năng lực đối đầu phi vũ trang, có liên quan mật thiết đến nhau. Để đảm bảo phát triển kinh tế biển thì phải đầu tư đóng tàu bè và phương tiện nghiên cứu, khảo sát biển hiện đại hơn. Có những phương tiện ấy rồi thì phải xây dựng các lực lượng tuần tra chấp pháp để vừa bảo vệ lực lượng kinh tế của mình, đồng thời ngăn chặn những lực lượng kinh tế nước ngoài xâm phạm lợi ích của mình. Trong hoạt động ngăn chặn và bảo vệ đó, tất yếu phát sinh các xung đột, mà hình thức xung đột chủ yếu là đâm va trên biển. Do vậy, tất yếu phải trang bị tàu vỏ thép cho ngư dân và thiết kế tàu cho lực lượng bảo vệ của mình với có khả năng đâm va, đối kháng với tàu nước ngoài. Ở cuối cùng, tác giả Tống Trọng Bình nhắc đến việc thời bình, cảnh sát biển là lực lượng chấp pháp hành chính, nhưng khi có sự cố thì ngay lập tức sẽ trở thành lực lượng quân sự quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Điều dự báo này của Tống Trọng Bình hoàn toàn không vô lý. Chúng ta biết rằng các thiết kế tàu lớn của cảnh sát biển và kiểm ngư hiện nay là thiết kế DN-4000. Những tàu này trọng tải 4.000 tấn, còn lớn hơn cả tàu Jibat 3.9 của Việt Nam với chỉ 2.000 tấn. Tất nhiên, hiện nay, các tàu cảnh sát biển Việt Nam đa số chỉ được trang bị các loại pháo hạng nhẹ, tiệm cận cỡ 30mm. Nhưng khi cần thiết, những con tàu này rất có khả năng được lắp radar tên lửa để chiến đấu như những tàu chiến đích thực. Dĩ nhiên, việc chuyển đổi đó đòi hỏi phải có kỹ thuật công nghệ. Nhưng tôi tin rằng việc này đã được các nhà chức trách Việt Nam tính đến từ khi lựa chọn thiết kế để đóng các tàu DN cho cảnh sát biển và kiểm ngư. Những thông tin trong bài viết của Tống Trọng Bình và thực tế hoạt động trên biển của ngư dân cũng như lực lượng chức năng Việt Nam trong thời gian qua cho thấy thế và lực của Việt Nam ở trên biển đã có thay đổi và mạnh hơn trước. Đây là một tín hiệu để chúng ta có cơ sở tin vào khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và trên cơ sở chủ quyền được giữ vững đó là tận dụng tài nguyên biển để xây dựng đất nước. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc kênh tin mới của chúng tôi. Bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với mọi người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.